Reading deliberately, 3 pages per day. À, rồi mình nhớ là giữ cái thói quen là đọc 3 trang một ngày ha. Và đọc kỹ nha, deliberately, 3 lần cho 3 trang đó. Lần đầu tiên là mình sẽ đọc tổng thể 3 trang để mà mình nắm được cái bức tranh toàn cảnh của cái phân đoạn ngày hôm đó. 3 pages to get the overall picture of the segment. Và lần thứ hai thì mình sẽ đọc và mình khoanh tròn gạch dưới hoặc là làm nổi highlight lên những cái từ vựng mà gây khó cho mình. Sau đó mình sẽ tự tra hoặc là mình thảo luận với cái bạn đọc cùng của mình. Và cái lượt đọc cuối sau khi mà mình đã phá bỏ cái phần nào, cái rào cản ngôn ngữ là những cái từ mới rồi, thì mình sẽ đọc lại lần nữa để mình nhận định đánh giá xem là mình hiểu cái phân đoạn đó khoảng bao nhiêu phần trăm ha. Read and evaluate how many percentage of comprehension. Mọi người có thể là sau khi mà mình đọc 3 trang một ngày và đọc 3 lần như vậy, thì cho tới khi mà mình kết thúc cái câu chuyện mà của Wimpy Kid á, thì các bạn có thể đọc lại một lần nữa để xem coi là bao nhiêu phần trăm mình hiểu cái câu chuyện đó tổng thể ha, thay vì là mình đọc lắt nhắt. Cái lý do mà mình phân ra là 3 trang một ngày là để mà mình có thể đọc kỹ và mình không chỉ là đọc để mà tận hưởng cái nội dung, mà mình đọc để mà mình quan sát cái cách họ dùng từ cũng như là một số cái cụm câu cụm từ hay ở trong sách mà đề cập tới. Khi mà mình đọc lướt qua thì có khi là mình sẽ mình tưởng là cái đó là mình hiểu như vậy, nhưng mà thật ra thì cái ý nghĩa truyền đạt nó lại khác. Và dự án này kéo dài 21 ngày. Lý do là vì có một cái nghiên cứu khoa học, đó là cái gì mà nó được thực hiện liên tục trong vòng 21 ngày thì nó sẽ tạo lập thành một cái thói quen. Và khi đó thì không cần có cái người kèm cặp đi nữa thì mình vẫn có thể là mình tiếp tục cái thói quen đọc sách này để mà cải thiện dần cái khả năng tiếng Anh của bản thân. Okay, now let's get started. First time of reading. Now we will read the entire 3 pages of the today segment and look at in the illustrations of every page so that you can have the overall or a guess about the meaning of the story today. Mom says we'll have a lot of adventures along the way. And now, I'm getting kind of excited about this trip too. In fact, I'm actually starting to feel a little bad for Rowley, because while he's stuck in a boring museum on the other side of the world, I am gonna be off doing something really wild. For the past 2 days, we've been getting ready for our holiday, and I'm a little worried that Mom's hoping to turn this into an educational trip. But believe me, the last thing I'm planning on doing is any learning. Wednesday. This morning, we went to the grocery store and stock up on food for the trip. Then we went to the camping superstore to get everything else we're gonna need. I was pretty excited because we've never actually bought anything at the camping store before. Dad used to take me and Roderick there when we were little, but that was just to kill time on Saturday morning.
Rồi nó rất là quan trọng khi mà mọi người có thể là đọc theo cái tốc độ của mình thay vì là nghe audio hoặc là follow cái tốc độ của người khác ha. Khi mà mình đọc theo cái space của mình á, thì mình sẽ cảm thấy là thoải mái hơn và mình tận hưởng cái nội dung của câu chuyện hơn. Đồng thời là khi mà nhìn vào những cái illustrations, hình ảnh minh họa trong cuốn sách, thì phần nào mình cũng có thể đoán được là cái nội dung của trang sách nó truyền tải cái thông tin gì ha, câu chuyện gì. Time of reading now, we will read and check the vocabulary together. Adventures. Ở đây mình thấy có một cái ông, ổng cầm cái tấm bản đồ và ổng đi ngao du sơn thủy ha, ổng đi thám hiểm những cái vùng đất mới ha. Thì adventures có nghĩa là những chuyến phiêu lưu. Adventures, những chuyến phiêu lưu. Mom says we'll have a lot of adventures along the way. Chúng ta sẽ, mẹ nói ha, mấy cái đứa trẻ nó hay nếu mà nó muốn nói cái gì là nó hay nói là mẹ nói, nó trích nguồn ra. Sẽ có nhiều cái chuyến phiêu lưu along the way, trên suốt cái chặng đường mà chúng ta đi ha. Along là together đó. Nó dính chung với lại cái chặng đường mà gia đình của Greg, gia đình của Wimpy Kid sẽ đi. I'm getting kind of excited. Ha, excited. Nhìn cái mặt của cậu bé này xem nó đang vui hay nó đang buồn. Ha. Nó rất là phấn khích luôn nha. Nó trên cả vui luôn. Phấn khích thì nó là excited. Getting kind of excited là làm như là tôi dường như khá là phấn khích đó. Đây là nguyên câu. To be và thêm verb ing. Một số bạn học viên có hỏi là tại sao mà lại sử dụng cái present continuous ở đây mà không dùng là I get kind of excited. Tại vì nó muốn emphasize cái Wimpy Kid ha, cậu bé Greg này, nó muốn emphasize, nó muốn nhấn mạnh là suốt cái thời gian mà chờ đợi và chuẩn bị cho cái chuyến đi á, thì nó rất là phấn khích. Ha, tại vì nó đang kể một cái câu chuyện ở hiện tại, nên là nó sẽ sử dụng thì present, thì hiện tại. Nhưng mà nó muốn nhấn mạnh thêm là cái này nó rất là quan trọng đối với nó ha, cái cảm xúc này nè, nó quan trọng đối với nó lắm. Nên là nó nói thêm là present continuous, trong suốt cái thời gian mà từ khi mà nảy ra ý tưởng cho tới khi mà chuẩn bị trước chuyến đi luôn, là nó rất là phấn khích ha. I am getting kind of excited. Kind of là khá đó. Rồi, ý là nói là càng lúc mà gần chuyến đi thì nó cũng sẽ càng cảm thấy là phấn khích hơn. I am getting kind of excited. Excited, phấn khích, hào hứng. Boring museum. Đối lập với cái excited của Greg, thì Greg nó liên tưởng tới thằng bạn Rowley của nó. Bored ha, bored là buồn chán. Khi mà bạn làm một cái gì đó mà nó không tạo cho bạn cái cảm giác phấn khích thì bạn cảm thấy buồn chán, bored ha. Bị buồn chán là bored. Nhưng mà tại sao ở đây họ dùng là boring museum? Tại vì cái museum là cái mấy cái bảo tàng á, thì nó thường là gây ra cái cảm giác buồn chán ha, museum. Nó gây ra cảm giác buồn chán. Thường là trẻ em nó không có thích mấy cái museum. Tại vì museum tới là chỉ xem rồi ngắm nghía, rồi thảo luận về cái giá trị của sản phẩm thôi, giá trị của cái tạo vật trưng bày thôi. Trong khi là mấy đứa trẻ thì nó thích là cái gì đó vui, có cái hoạt động, có cái tương tác, có cái tốc độ ha. Nên là nó sẽ nghĩ là khi mà tới châu Âu không có gì chơi đó, ngoài là đi thăm những cái viện bảo tàng ha, thì cái những cái chuyến đi như vậy nó rất là boring ha, nó rất là chán, nó tạo ra cái cảm giác nhàm chán. Boring là nó gây ra cảm giác nhàm chán, còn bored là chính bản thân mình cảm nhận cái cảm giác đó. Wild ha, là hoang dã. I'm gonna be off doing something really wild.
Be off có nghĩa là nó sẽ leave cái nhà của nó ra khỏi nhà nó ha, và nó sẽ làm cái gì đó, doing something really wild, là rất là điên khùng ha. Khi mà một cái con động vật nào đó mà nó go wild có nghĩa là nó mất kiểm soát, nó crazy lên rồi ha. Thì ý ở đây á, Wimpy Kid nói là nó vui, nó phấn khích tới độ mà nó sẽ làm những cái nó sẽ có những cái hoạt động mà rất là hoang dã luôn, là gọi là vượt tầm kiểm soát, là nào giờ là ba mẹ là không cho làm, nhưng mà trong cái chuyến đi này á, là nó sẽ được bung xõa hết sức có thể, crazy hết sức có thể, wild ha, go wild. Những cái con vật được thuần hóa, nhưng mà khi mà nó go wild là nó muốn làm gì làm luôn á, nó trở về lại cái bản chất mà hoang dã của nó ha. And I am a little worried that mom's hoping to turn this into an educational trip. Worried hay cũng giống như cái chữ bored hồi nãy, là bị làm cho nhàm chán, thì worried là bị làm cho lo lắng. Cái này mình cũng có thể hiểu theo cái nghĩa là passive, bị động, hoặc là mình cũng có thể hiểu theo cái tính từ là tôi cảm thấy là bị lo lắng ha, gây ra cái nỗi bị gây ra cái nỗi lo lắng bởi một người khác. Little worried, lo lắng, rối bời. Right. Mom's hoping to turn this into turn. Có nghĩa mình có một cái chữ mình thường hay nghe ở trong lớp hoặc là ở nhà là turn on the light, turn off the light, hoặc là turn on, turn off cái gì đó, bật lên, turn on, hoặc là turn off là tắt đi. Thì cái nghĩa mà turn nó có nghĩa là chuyển đổi ha, chuyển từ cái này qua cái khác, hoặc là xoay vòng, hoặc là đổi cái vị trí gì đó. Thì cái hopping to turn này á, nó có nghĩa là làm như á, là mẹ là đang muốn biến ha, muốn biến đổi cái chuyến đi kỳ nghỉ vacation này thành cái an educational trip. Educational trip là cái gì ha? Trip là một chuyến đi. Educational nó là một cái tính từ bổ nghĩa cho chuyến đi đó. Cái chuyến đi mà nó liên quan tới cái giáo dục. Thường thì các bậc phụ huynh sẽ thích là cho con của mình trải nghiệm những cái hoạt động, những cái chuyến đi mà có mang tính giáo dục, chứ không đơn thuần là giải trí không ha. Ví dụ như là những cái chuyến đi field trip của trường, school field trip, thì trường hay dẫn tới những cái nơi như là nhà máy nè, rồi xưởng, xưởng bánh, xưởng kẹo, hoặc là đi cắm trại, camping như vậy ha, để mà dạy cho học trò là những cái kỹ năng, hoặc là cái hệ thống nó vận hành như thế nào, kỹ năng dựng lều trại, kỹ năng nhóm lửa, rồi kỹ năng mà lựa củi, kỹ năng đọc bản đồ ha. Đó là những cái educational trip. Hoặc là tới một số cái làng gốm để mà trải nghiệm cái việc là sản xuất ra gốm sứ như thế nào, các cái công đoạn ra sao, đó là những cái educational trip. Ok, Yahoo. Đây á, là một cái nền tảng mạng xã hội từ hồi xưa, là có thể chat online với nhau hoặc là gửi email. Thì cái khi mà người ta la cái Yahoo á, hồi xưa á, là kêu là nó muốn bật ra một cái cảm giác là rất là sảng khoái ha, đại khái là vậy ha. Thì Rex nó đang tưởng tượng là nó sẽ chơi trong cái vacation đó, nó chỉ chơi thôi chứ không có học hành vậy đó ha. The last thing I'm planning on doing is any learning. Cái ý tưởng cuối cùng á, mà tôi lên kế hoạch cho cái chuyến đi này á, là học, chứ tôi không có ý định học nha. Tôi chỉ có ý định là vui chơi và bung xõa thôi. Yahoo.
This morning, we went to the grocery store and stock up on food for the trip. Grocery store nó là một cái cửa hàng nhỏ, nó giống như là convenience store, là cửa hàng tiện lợi. Nó nhỏ hơn siêu thị để mà nó có thể đặt được ở nhiều vị trí lân cận ở trong khu dân cư. Khi đó thì người dân có thể là đi bộ hoặc là di chuyển một cái khoảng cách rất là gần để mà tới những cái cửa hàng như vậy ha, grocery store. Nó là cửa hàng tạp hóa đó. Rồi, camping superstore. Camping superstore là cái cửa hàng mà đại cửa hàng luôn, nó rất là to và nó bán những cái sản phẩm dành cho cắm trại camping. Ví dụ như lều ba lô, rồi ghế, rồi đèn pin, la bàn và túi ngủ. Pretty. Pretty, mình có cái từ là pretty là dễ thương, là tính từ. Nhưng mà khi mà nó bổ nghĩa cho tính từ, một cái tính từ khác, thì nó trở thành một cái adverb là pretty, là cái khá ha, khá là pretty excited, có nghĩa là khá hào hứng. To kill time, mình có cái chữ hôm bữa mình có cái học cái cụm là to pass the time á, là để cho cái thời gian nó trôi qua, mình trong thời gian mà mình chờ đợi cái gì đó thì mình làm một việc gì đó, to pass the time, để cho thời gian trôi qua. Thì tiếng Anh nó cũng có cái cụm là to kill time. Thì không phải là thật sự là giết cái gì đó, giết cái thời gian ha, mà nó chỉ là mình làm một cái gì đó để cho mình có cảm thấy là cái thời gian nó trôi qua nhanh. To kill time on Saturday. Dad used to take me and Roderick there when we were little, but that was just to kill time on a Saturday. Mục đích mà bố hồi xưa mà bố dẫn tôi với Roderick tới cái camping store đó là chỉ để giết thời gian thôi, vào sáng thứ bảy thôi, chứ thật sự là we never actually bought anything. Thật sự là chúng tôi không có mua cái gì hết, thời gian đó không có mua gì hết. Right, third time of reading. Now we will read the story together one more time and try to answer the question. Are those images the realities or just Greg's imaginations? How do you know? Why does Greg think his trip is going to be much more interesting than Rowley's? Mom says we'll have a lot of adventures along the way, and now I'm getting kind of excited about this trip too. In fact, I'm actually starting to feel a little bad for Rowley, because while he's stuck in a boring museum on the other side of the world, I'm gonna be off doing something really wild. Tại sao? Cái câu hỏi đầu tiên ha. Những cái hình ảnh, những cái minh họa, hình minh họa trong này nè, là cái realities, cái thực tế, hay nó chỉ là cái imagination của Greg, chỉ là những cái tưởng tượng của Greg vậy. How do you know, làm sao mà bạn biết được là nó là thực tế hay nó là tưởng tượng? They are just imaginations because his family needs to buy some stuff later on. Chúng chỉ là những cái hình ảnh tưởng tượng thôi, tại vì gia đình của Greg còn phải mua một số thứ sau đó nữa, later on, sau đó, trang tiếp theo là còn phải đi mua đồ nữa, chứ chưa có thật sự là đi cái chuyến vacation này. Why does Greg think his trip is going to be much more interesting than Rowley? Tại sao mà Greg nó lại nghĩ là cái chuyến đi của nó sẽ thú vị hơn nhiều so với lại của Rowley? He believes that he will go wild with plenty of exciting outdoor activities rather than visiting boring museum in Europe. Nó tin á là cái chuyến đi của nó sẽ gọi là ngoài sức tưởng tượng luôn, go wild, với rất là nhiều các cái hoạt động ngoài trời,
đầy phấn khích ha. Exciting outdoor activity. Outdoor activities, hoạt động ngoài trời. Thay vì là chỉ đi thăm những cái bảo tàng mà chán ngắt ở châu Âu. What is Greg worried about? Greg nó lo lắng về gì vậy? And why did Greg say the last thing I'm planning on doing is any learning? For the past 2 days, we've been getting ready for our holiday, and I'm a little worried that Mom's hoping to turn this into an educational trip. But believe me, the last thing I'm planning on doing is any learning. Okay, now check your answer. He's afraid that his mom would make this vacation become an educational trip. Nó sợ là mẹ nó sẽ biến cái kỳ nghỉ này thành một cái chuyến đi mà giáo dục ha, educational trip. Và tại sao Greg nó lại nói vậy? Nó lại nói là cái việc mà học là cái việc mà cuối cùng luôn nó sẽ nghĩ tới. Nó lập kế hoạch cho. A vacation is supposed to be fun and joy, not for learning. Rồi cái cụm mà to be supposed to be đó, is supposed to be, thì nó hay được lặp lại ở trong cái chuyện của Wimpy Kid. Ý nó nói là đúng nghĩa, đúng lý ra thì nó phải như vậy ha. Is supposed to be, đúng lý ra là nó phải vui và hào hứng, chứ không phải là nó dành cho cái việc học ha. Supposed to be fun and joy, nó phải là cái niềm vui và cái sự bung xõa, sự vui vẻ, chứ không phải cho việc học. Supposed to be something, supposed to be joyful or cheerful or exciting. Supposed to be một cái danh từ hoặc là một cái tính từ nào đó. Rồi vacation supposed to be, đáng lẽ ra, đúng lý ra, thật sự mà nói thì nó phải diễn ra như vậy. Is supposed to be, it is supposed to be, it is supposed to be, là một cái gì đó nó hiển nhiên là nó phải xảy ra như vậy rồi ha. Is supposed to be. Ví dụ như là khi mà bạn thấy một ai đó mà đi không cẩn thận mà mém nữa là bị trượt chân, té ở một cái độ cao khá là nguy hiểm á, thì bạn níu cái người đó lại, thì cái người đó sau đó cảm thấy là biết ơn bạn lắm, cảm ơn mà dồn dập luôn, thì bạn nói là it's supposed to be, it's supposed to do so ha. Tôi thì đương nhiên là tôi phải làm vậy rồi ha. It's supposed to do so. You would do that if you were me. Anh cũng làm vậy thôi nếu mà anh là tôi, chứ anh đâu để cho người ta té được, đúng không? Nó là phản xạ rồi, nó là cái chuyện đương nhiên là phải xảy ra như vậy. It's supposed to, phía sau to mình có thể là động lực to be hoặc là một cái động từ nào khác ha. Rồi cái nghĩa của cái cụm này là is supposed to gì đó, nó có cái cách ứng dụng như vậy ha. What did they do before the trip? When Greg and Roderick were little, what did they often do at the camping superstore? Wednesday. This morning, we went to the grocery store and stocked up on food for the trip. Then, we went to the camping superstore to get everything else we're gonna need. I was pretty excited because we've never actually bought anything at the camping store before. Dad used to take me and Roderick there when we were little, but that was just to kill time on a Saturday morning. Okay, what did they do before the trip?
They went to the grocery store and camping store to buy some food and needed things. When Rick and Roderick were little, khi mà Rick với Roderick còn nhỏ đó, what did they often do? Chúng nó thường làm gì ở cái camping superstore vậy? They just play around and kill time rather than actually buying things. Tụi nó chỉ chơi ở đó rồi giết thời gian thay vì là thật sự là mua cái gì đó. How do you feel about this segment? Hope you've learned something interesting. See you then!